Xuân Tú xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân đang sinh sống ven quốc lộ 38 đoạn qua xã Đàn Đào, huyện Phù Cử, giao với đường DH82 thì từ khi được nâng cấp, cải tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên cũng kể từ đó, khu vực này trở thành điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mà nguyên nhân được xác định là khuất tầm nhìn, khó quan sát. Khu vực ngã ba giao giữa đường DH82 đoạn từ thôn Cả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử ra quốc lộ 38 có lượng xe lưu thông khá đông, nhất là vào đầu giờ buổi sáng và cuối giờ buổi chiều. Các phương tiện khi lưu thông từ đường DH82 ra quốc lộ 38 thường bị khuất tầm nhìn bởi một số nhà dân và diện tích lưu không vì hè dùng được trồng cây lâu năm nằm sát đường, do đó nếu không chú ý quan sát sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tại khu vực ngã ba này vào buổi tối, tầm nhìn còn bị hạn chế do thiếu hệ thống điện chiếu sáng. Bên cạnh tăng cường hệ thống, đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần giải tỏa một phần diện tích nhà còn lại của cửa hàng tạp hóa và phát quang cây cối bên đường để các phương tiện dễ quan sát khi sang đường. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở cát xây dựng chạy liên tục từ quốc lộ 39 vào đường DH73 qua các xã Toàn Thắng, Vinh Xá, Đồng Thanh khiến tuyến đường này nhanh chóng bị xuống cấp. Không những vậy còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Qua cung đường này, vào phía xã Hùng An, huyện Kim Động, có hai mỏ cát đang khai thác nên rất nhiều xe tải trọng lớn ngày đêm ra vào chở cát. Theo phản ánh của người dân thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải chở cát xây dựng loại từ 20 đến 30 tấn một xe chạy liên tục qua đây. Xe chở cát hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất là thời điểm 10 giờ sáng, 17 giờ chiều hàng ngày. Hậu quả khiến tuyến đường DH73 này không chỉ bị băm nát mà còn bụi mù mịt, vừa gây mất an toàn giao thông. Ngày nào tắc đường hai lần, cứ tầm trưa mới tầm chiều, đông lắm, đi về qua đây nó nhanh lắm, cứ bụi bẩn đây nha. Từ khi dàn xe khủng xuất hiện, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu hạ tầng giao thông. Trên thực tế, một số đoạn đường qua thôn An Xá, xã Toàn Thắng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, thậm chí cố tình chống đối là những câu chuyện buồn về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của giới trẻ. Tối mùng 2 tháng 10, trên địa bàn huyện Yên Mỹ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Vào khoảng 21 giờ 50 phút, Nguyễn Hoàng Hắt, sinh năm 2008, trú tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Ngọc Mờ, sinh năm 2009, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, và Lê Trung Ca, sinh năm 2007, trú tại xã Lý Thường Kiệt, hướng từ xã Lý Thường Kiệt đi xã Minh Châu. Khi đến địa phận thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, do phóng nhanh vượt ẩu, xe mô tô va chạm với xe ô tô bán tải 29H31658 khiến 3 người trên xe mô tô bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, hai nạn nhân H và M đã tử vong. Người còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Hay mới đây nhất, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 11, tại đường đối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xe mô tô do một học sinh trường Trung học phổ thông Hưng Yên điều khiển với tốc độ khá cao, lại không quan sát khi đi qua đoạn đường này đã tự đâm vào đuôi ô tô tải đang đỗ ven đường. Cú đâm mạnh khiến nữ sinh này ngã ra đường và sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Rất may, thời điểm xảy ra là vào giữa buổi trưa nên ít phương tiện qua lại nên không để lại hậu quả nghiêm trọng. Thì học sinh nó đi bây giờ nó ngổ ngáo lắm. Nhiều khi đấy đoạn đường này học sinh còn đi, nó còn đi xe máy, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm. Tôi có con, đấy, tôi cũng khuyên dân đi ra đường đều phải có mũ bảo hiểm đấy, thì để giữ an toàn. Bên cạnh đa số thanh thiếu niên chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên cá biệt cố tình vi phạm. Nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đáng lo ngại là có nhiều trường hợp thanh thiếu niên cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ để thể hiện máu anh hùng. Vì vậy, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh tránh bị lôi kéo dụ dỗ và các hành vi tụ tập lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Các bậc phụ huynh cần làm gương trong việc chấp hành tốt quy định của pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông cho con em mình, không giao xe máy cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.
Chuyên mục an toàn giao thông xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.